Vâng, xin chào tất cả mọi người nhé. Như mọi người đang thấy ấy, thì sau lưng Duy chính là chiếc Chevrolet Captiva. Nếu mà để nhắc đến mẫu xe Captiva ở thị trường Việt Nam ấy, thì thật sự đây có lẽ là một điều mà chúng ta cảm thấy hơi đáng tiếc một chút. Một mẫu xe crossover hay người ta còn gọi bây giờ nó lẫn lộn với nhau crossover rồi SUV, SUV cỡ nhỏ. Captiva ở Việt Nam thì cạnh tranh trực tiếp với cả chiếc Honda CR-V và chiếc Mazda CX-5. Thì hiện tại tại thời điểm này ấy, thì Captiva khá là mờ nhạt tại thị trường Việt Nam. Đúng là như vậy. Còn ở phía sau lưng Duy đây là một cái phiên bản được cho là đã ra mắt tại Colombia. Còn tại triển lãm Motor Show, Bangkok Motor Show năm nay thì đây là phiên bản Duy như Duy đang nhìn thì nó là phiên bản concept thì đúng hơn. Với cái phần kính xung quanh được dán đen kít, chúng ta không thể nào mà tiếp cận được với khoang nội thất bên trong. Thôi thì bây giờ chúng ta sẽ chia sẻ ở cái thiết kế bên ngoài trước đi. Nếu như trước đây ấy, cái thiết kế nó hầm mố, nó to, cái gì nó cũng rất là lớn. Từ đèn pha rồi đèn hậu rồi cái kiểu thiết kế nó hầm hố, nó góc cạnh, nó đậm chất Mỹ. Thì nay đây, đây chính là phiên bản hiện tại. Và như các bạn nếu mà ai đó search ở trên Google ấy, thì các bạn sẽ thấy ngay rằng là cái mẫu xe Captiva mới này ấy, khá là giống với cả chiếc một mẫu xe có cái tên là Baojun 350, Baojun 530 của Trung Quốc. Thì Duy có một số những cái chia sẻ như thế này. Để nói về cái thiết kế bên ngoài đi, thì Duy sẽ để cái hình ảnh của chiếc Baojun 530 ở ngay phía dưới để các bạn có thể so sánh với cả cái phần đầu của chiếc Captiva 2019 này. Đó. Cái chiếc Baojun 530 ấy, thì thực chất là một cái mẫu xe được sản xuất bởi ba hãng kết hợp với nhau, SAIC này, GM và Wuling. Cái kích thước tổng thể của xe dài rộng cao lần lượt là 4.655mm, 1.835mm và 1.760mm. Và đây cũng chính là cái kích thước hiện tại của chiếc Chevrolet Captiva mà các bạn đang thấy ở đây. Đó. Và nếu mà để nói về các cái chi tiết thiết kế ấy, thì đây Duy sẽ tiến lại gần hơn. Phải nói là nếu mà so sánh thì chắc là được bê mỗi cái logo của Chevrolet lắp vào thôi. Còn lại đa phần là y hệt với cả chiếc Baojun 530. Các bạn có thể thấy rõ ràng này. Cái ngôn ngữ thiết kế chia tách cái đèn pha và đèn LED định vị ban ngày ấy, nó đang là một xu thế của tất cả những cái mẫu xe hiện đại bây giờ. Đây, chiếc này cũng vậy. Cái đèn LED mí mắt ở trên này, tí hí này, kết hợp với cả cái đường viền mạ sơn được sơn bạc này, nối liền với cả cái lưới tản nhiệt ở đây. Đó, tiến xuống phía dưới chúng ta sẽ có đèn pha và đèn cốt luôn. Đèn pha này thì chắc chắn đã được trang bị công nghệ LED rồi. Còn có tích hợp cái công nghệ đánh lái theo liếc theo góc lái hay không thì Duy cũng chưa biết. Chắc là chúng ta sẽ phải chờ khi mà hãng chính thức công bố cái mẫu xe này. Không biết là hãng mẫu xe này có được đưa về Việt Nam hay không đây. Còn nếu mà đưa về Việt Nam thì cũng là một cái tin rất là mừng khi mà Captiva hiện ngày nay đã có cái ngôn ngữ thiết kế mới. Trông nó có phần trẻ trung năng động hơn, nó bớt cục mịch, bớt thô như là cái thế hệ hiện tại trường Việt Nam. Đèn cốt phía dưới thì chúng ta vẫn có sử dụng bóng halogen mà thôi. Đó. Rồi, bây giờ phía trước này cũng có cả cảm biến lẫn camera phía trước này. Chắc chắn là sẽ có camera 360 rồi. Không biết là nội thất bên trong mình như nào thôi. Rồi, bây giờ mời các bạn đi một vòng, những đi một vòng và chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau tiếp về những cái trang bị thiết kế ở bên ngoài. Nếu mà để nói về cái form xe ấy, thì nó vẫn có cái đường nét thiết kế của chiếc Captiva mà đang được phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà nếu mà để nói về thiết kế tổng thể ấy, thì những cái đường nét thiết kế từ cái gân xe này, rồi cái phần ô kính này, đó, phần ô kính này, rồi cái gương này, rồi cái đèn phía trước này, Duy phải nói thật ấy, là Duy thấy nó rất là đặc trưng của cái thiết kế những cái mẫu xe đến từ Trung Quốc các bạn ạ. Không biết các bạn có thấy thế không? Nếu mà các bạn thấy thế thì comment phía dưới cho Duy một cái, anh em mình đồng cảm với nhau. Rồi, bây giờ Duy đi vào cái
bộ la răng nhá. Rồi, la răng của xe thì chỉ được trang bị bộ la răng 17 inch thôi, với cái dạng là dạng nan đa chấu được phối giữa nan mỏng và nan dày. Đó, nhìn nó cũng thể thao đấy. Cái nan này thì nó giống với cả cái cánh chém. Lốp thì cũng Continental đây. Thông số là 25/60. Rồi đây, gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu này thì các bạn có thể liên tưởng tới nan ná mẫu xe nào thì cũng comment phía dưới luôn. Duy để Duy thấy giống lắm. Đó, camera ở dưới gương đây. Rồi, đây này, đây, các bạn thấy này, tay nắm cửa đây. Nói chung là những cái đường nét thiết kế này nó cứ thô thô xong rồi những cái đường gân này, xin lỗi các bạn là đường nét thiết kế. Cái đường gân này nó cứ thô thô ở phần ngang này, nó cứ thô thô xong rồi trông nó cứ chai nở thế nào ấy, trông nó giống lắm. Và đúng thật mà, bê nguyên của bao run mà, lắp mỗi logo thôi. Đây là kính đen xì, chả nhìn thấy cái gì cả. Đó, các bạn ngắm nhìn nhá. Đây, đi tiến sang hông xe đi, tiến sang ngang đi. Theo như cái thông tin mà Duy đọc về chiếc bao run 530 ấy, thì xe bao run 530 có phân phối với hai cái phiên bản là 5 chỗ và 7 chỗ. Thì không biết là Captiva tới này thì sẽ chính thức ra mắt tại trường Thái Lan này với cái phiên bản cấu hình ghế bên trong như thế nào. Đây, đèn hậu ở phía sau đây. Trông cái nhựa này nó cũng không được đã mắt lắm đâu, cái phần đèn này này. Đó, cam lùi phía sau, bốn cảm biến phía sau với cái giải đèn lùi. Rồi, đấy, giải đèn lùi nối liền với nhau này các bạn này. Đây đây, có một cái điểm này bắt phát dính dọi luôn này. Đây, các bạn thấy không, ở đây này, hai cái ống xả giả ở cái ba đợt sốc dưới đây. Ống xả xịn của nó, à, ống xả xịn thì có một ống thôi, nằm ở dưới gầm thế này. Đấy, thật ra là Duy không thích cái kiểu ba đợt sốc mà làm hai cái lỗ ống xả giả đấy đâu. Trông nó không được thực sự là đúng chất lắm với cả một cái mẫu xe đến từ Mỹ. Hy vọng là trong những cái bản thiết kế, những cái bản thương mại chính thức ấy, là sẽ là hai ống xả xịn ở đây. Trông xe cộ, đặc biệt xe Mỹ, trông nó phải cứng rắn mà trông nó phải ngầu cơ. Đó. Rồi, tiếc quá không vào được bên trong. Rồi, đối với cái chiếc Captiva này thì Duy xin phép là dừng cái video ở đây và tiếp tục để chúng ta cùng chờ đợi những cái phiên bản thương mại chính thức được Chevrolet công bố nhé. Bây giờ thì Duy sẽ tiến tiếp sang những cái mẫu xe tiếp theo. Các bạn muốn bảo Duy hay anh Hùng Xe Cỏ review những cái mẫu xe nào tại Bangkok Motor Show thì vui lòng comment thật nhiều ở phía dưới, đề xuất để cho anh em còn động lực làm nhé. Hôm nay là quẩy banh cái Bangkok Motor Show này luôn. Xin chào.